Việc tự học IELTS online khá là khó ấy, tại vì không có ai thúc giục này, không có ai kiểu ở đấy và chấm chữa cho mình ấy. Nhưng mà sau một thời gian học Embarcle IELTS thì thật sự là mình rất là muốn chia sẻ với mọi người trong video này. Embarcle IELTS có những cái tính năng app mà mình thấy khá là thú vị để khiến cho việc học của chúng mình trở nên dễ dàng hơn, hay ho hơn, có nước hơn. Nếu mà chỉ được chọn 3 điểm duy nhất mình thích nhất thì chắc là mình sẽ chọn một app tích hợp rất là nhiều tính năng Okela ấy. Ví dụ như là có lộ trình học chi tiết, hàng ngày thì mình sẽ biết là mình cần học gì, mình cần làm gì. Như vậy thì sẽ tiết kiệm thời gian hơn rất là nhiều. Học xong thì có cả bài giảng tương tác để ôn lại kiến thức. Như vậy thì chúng mình sẽ dễ dàng ghi nhớ hơn các tips and tricks đã được học. Và đấy lại là những cái tricks mà bắt buộc cần phải có ở những main điểm mà mọi người đang học. Dù còn có rất nhiều tính năng khác như là từ điển tra cứu trong ngữ cảnh tích hợp ngay trong app, cực kỳ tiện lợi. Ngoài kho đề đa dạng thì Embarcle IELTS còn có rất là nhiều bài thi forecast up to date, nên là chúng mình sẽ không phải mất thời gian để đi tìm các nguồn bài thi uy tín đâu. Điểm thứ hai mà mình rất thích ở Embarcle IELTS đấy chính là thực hành AI chấm chữa không giới hạn. Embarcle được thực hành cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, vừa trả kết quả nhanh lại còn vừa chấm chữa chi tiết và đặc biệt là không giới hạn số lần. Mình sẽ lấy ví dụ từ speaking nha. Mình sẽ nghe câu hỏi từ giáo viên, bấm nút ghi âm trả lời và submit nộp bài. App sẽ chấm chữa cực kỳ là chi tiết luôn, chấm tỷ lệ chính xác trong phát âm. Ngoài ra thì các phần lỗi về ngữ pháp và từ vựng cũng đều được chỉ rõ. Khi mà mình bấm vào các lỗi này thì AI sẽ giúp mình nâng cấp bài nói một cách logic hơn, chặt chẽ hơn với các từ vựng xịn sò hơn theo đúng tiêu chí thì IELTS luôn. Quá ổn để cho chúng mình có thể luyện tập thoải mái. Và lý do thứ ba đấy chính là mình sẽ có lợi thế hơn khi dự thi IELTS trên máy. Việc luyện tập với Embarcle IELTS chắc chắn sẽ giúp mình quen thuộc hơn với giao diện thi máy. Và tất nhiên Embarcle IELTS thì có cả bản app trên điện thoại cũng như là website trên máy tính. Mình có thể học ở bất kỳ đâu, bất kỳ khung giờ nào, không phụ thuộc vào ai. Và thật sự là mình cảm thấy là cái việc học của mình được chủ động hơn rất là nhiều. Mình sẽ để tất cả thông tin bên dưới description box để cho mọi người tham khảo nha. Còn mình sẽ ôn luyện thật tốt.